Mỗi dịp đón năm mới là lượng rác thải sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh lại tăng mạnh. Khi người dân dọn nhà đón Tết, thay mới trang thiết bị đồ đạc trong nhà, nên những đồ dùng cũ, cồng kềnh không còn dùng đến sẽ bị bỏ đi rất nhiều, từ bàn ghế, tủ, sofa đến lavabo, chai lọ. Nhiều nơi, đồ dùng cũ bị vứt bỏ hàng đống ở nơi công cộng, gây mất mỹ quan đô thị ngày Tết. Để không tái diễn việc này, đã có nhiều cách làm hay trong việc thu gom rác, như đợt vận động mang rác lên phường, đừng mang rác ra đường của quận Phú Nhuận, qua ghi nhận sau đây của truyền hình Thông Tấn. Alo, chị Lan bên phường phải không chị? Chị bên nhà em nghe nói là bên phường mình có chương trình bỏ rác, những cái rác thải cồng kềnh hả chị? Dạ, nhà em có cái bộ sofa cũ, em muốn bỏ ngoài phường hả chị? Dạ, rồi vậy để tí em đem ra nha chị, em cảm ơn chị nhiều ạ. Những ngày cận Tết, gia đình chị Hà Lan ở phường 11, quận Phú Nhuận tất bật dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới. Nhiều vật dụng cũ cồng kềnh như bàn ghế, đồ dùng bị hư hỏng phải bỏ đi. Mỗi năm chị Lan phải đau đầu xử lý những món đồ này, thì năm nay rất dễ dàng, nhanh chóng khi chỉ việc đưa toàn bộ đồ dùng cũ về trụ sở của Ủy ban Nhân dân phường. Thường ở nhà em mà mỗi lần dọn Tết là phải kiếm những bác mà đi đổ rác, những xe ba gác kiếm rất là khó, và sau đó là nhờ mấy bác rác và tốn chi phí cũng rất là cao. Nhờ chương trình của phường 11 của em là thấy chương trình rất là hay và hữu ích. Mang rác lên phường, đừng mang rác ra đường là lời kêu gọi của quận Phú Nhuận đối với người dân tại 13 phường của quận để giảm thiểu lượng rác thải ra trong dịp dọn nhà đón Tết. Thay vì để người dân đổ rác ra đường, khu vực công cộng, chất đống chờ thu gom rác rất lâu, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đi lại, thì nay tập kết hết về trụ sở phường mà không tốn chi phí. Sau đó đơn vị dịch vụ công ích sẽ xử lý rác. Với riêng gia đình chị thì những cái đồ cồng kềnh như thế này nè, vất vả để mà kiếm những cái nơi để mà bỏ, thì có khi là đem ra bỏ ngoài hành lang như thế này nè, nó cũng rất là bất tiện, ảnh hưởng tới cái lối thông hè thoáng. Với cái cuộc mà vận động thu gom rác thải rắn cồng kềnh để mà giải quyết với cái việc là không có thu phí của dân như thế này á, thì chị rất là hưởng ứng và cũng rất là vui mừng. Đối với cái việc thu gom này thì nó là một cái việc nhỏ và mà ý nghĩa lớn. Thì hiện nay thì nhân dân họ rất là ngưỡng mộ cái việc này, rất là đồng tình. Bởi vì trước đây thì tuy nhiên là những năm về trước thì Tết xuân đến thì người dân không biết những cái chất thải cồng kềnh đó để đi bỏ đâu. Chỉ mang ra lén lút để bỏ ngoài đường xá, vỉa hè, những cái gốc cây. Thông qua tuyên truyền bằng mạng xã hội, bằng tờ rơi, bằng những khẩu hiệu theo trend như mang rác lên phường, đừng mang rác ra đường, chỉ trong thời gian ngắn, mô hình thu gom rác thải cồng kềnh nguy hại của quận Phú Nhuận đã nhận được sự hưởng ứng của đại đa số người dân trên địa bàn, qua đó mang lại nhiều tín hiệu tích cực về môi trường và mỹ quan đô thị trong dịp đón xuân về.